Gemelin chắc chắn sẽ là niềm hy vọng lớn của Top Elm Bình Định ở trong trận đấu này, mà ông quân được đá chính ngày hôm nay. Trong những trận đấu ở mùa giải năm nay thì huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng luôn sử dụng rất linh hoạt những đội chiến thuật, tùy hoàn cảnh, tùy những đối thủ và tùy những trận đấu là ông thi đấu trên sân khách hay sân nhà. Như vậy là hiệp 1 bắt đầu. Trong hiệp đấu đầu tiên thì đội chủ nhà Hải Phòng trong trang phục màu trắng sẽ bảo vệ cầu môn phía tay trái hướng theo dõi của quý vị và các bạn, và là đội giao bóng trước. Trong hiệp đấu đầu tiên thì đội hình xuất phát của cao thủ Hải Phòng, trong thành là thủ môn số 1 Nguyễn Đình Triệu, cao thủ số 6 Martin Lò, số 7 Joseph Embande, số 8 Mauset Oloya, số 9 Rimario, số 10 Châu Ngọc Quang, số 14 Nguyễn Hải Huy mang băng đội trưởng, số 16 Bùi Tiến Dũng, số 17 Phạm Trung Hiếu, số 28 Hoàng Thái Bình và số 97 là Triệu Việt Hưng. Huấn luyện viên trưởng của Hải Phòng đó là ông Chu Đình Nghiêm. Trong khi đó về phía đội khách Top Elm Bình Định ngày hôm nay, trong khung thành đó là thủ môn số 26 Trần Đình Minh Hoàng, cao thủ số 3 Dương Thanh Hào mang băng đội trưởng, số 4 Hồ Tấn Tài, số 8 Mạc Hồng Quân, số 10 Hendrio, số 12 Gemelin, số 18 Hà Đức Trinh, số 19 Adriano Smith, số 21 Trần Đình Trọng, số 28 Lý Công Hoàng Anh và số 98 là Đặng Văn Trâm. Huấn luyện viên trưởng của Top Elm Bình Định đó là Nguyễn Đức Thắng. Rồi là lỗi của Hendrio. Vào đấu trước thì Hendrio cũng đã có một bàn thắng vào lưới của Nam Định. Trong trận đấu trước gặp Nam Định thì sau khi đã có những sự thay đổi về mặt chiến thuật của huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng thì ngay lập tức cầu thủ Top Elm Bình Định đã có bàn thắng vào lưới của đội khách Nam Định đến từ Hendrio. Gemelin ngày trở về sân Lạch Tray tương đối cảm xúc của Gemelin, không có lỗi của các cầu thủ Hải Phòng. Hải Huy, vừa rồi là Châu Ngọc Quang, Phạm Trung Hiếu, cụ thể là sau khi ông thay Mạc Hồng Quân vào để thay cho vị trí của cầu thủ chạy cánh trái đó là Vũ Viết Triều, thì Mạc Hồng Quân đã chơi tiền vệ và Hendrio là cầu thủ chạy cánh trái ở một tình huống tấn công biên của các cầu thủ Top Elm Bình Định thì Hendrio đã băng lên và tung ra một cú vô lê bằng chân trái rất uy lực để mở tỷ số cho các thủ Top Elm Bình Định. Và ngày hôm nay với những thành công trong hiệp đấu thứ hai ở vòng đấu trước thì huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng tiếp tục để Hendrio đá ở vị trí cánh trái. Cánh phải của Top Elm Bình Định đương nhiên đó là Hồ Tấn Tài. Ngày hôm nay thì Hồ Tấn Tài không mang băng đội trưởng của Top Elm Bình Định mà là Dương Thanh Hào. Ngày hôm nay thì trong đội hình của Hải Phòng và Top Elm Bình Định đều có 3 sự thay đổi nhân sự so với vòng đấu trước. Đối với đội chủ nhà Hải Phòng ngày hôm nay thì Martin Lò, Hải Huy và Hoàng Thái Bình đá chính đầu tiên, để thay cho những cái tên như là Lê Trung Hiếu, Lê Mạnh Dũng và Dũng Quang Nho. Đương nhiên là sự trở lại của Hải Huy sẽ là một nguồn động viên vô cùng to lớn đối với các cầu thủ Hải Phòng. Tầm quan trọng của Hải Huy với đội bóng thành phố Hoa Vượng Đỏ ở mùa giải này là không phải bàn cãi. Trong khi đó thì với Top Elm Bình Định ngày hôm nay, Mạc Hồng Quân, Hà Đức Trinh và Đặng Văn Trâm đã ra quân trong đường chính thức của Top Elm Bình Định. Và chuyền bóng của Mạc Hồng Quân dành cho Đức Trinh, vẫn là Hà Đức Trinh. Không được, không hiểu ý nhau. Hà Đức Trinh thì đưa ra một đường chuyền có chiều hướng lợi thế dành cho Mạc Hồng Quân. Mạc Hồng Quân thì lại muốn nhận bóng ở trong tư thế không băng đá tốc độ để chiếm khoảng trống. Trận đấu vẫn tiếp tục.
nay thì trên băng ghế dự bị của Top 15 Bình Định có sự trở lại của Đỗ Văn Thuận, cũng là một sự trở lại quan trọng. Ngày hôm nay thì Đặng Văn Trâm đá chính để thay cho Tiến Anh, Hà Đức Trinh đá chính để thay cho chấn thương của Rafael Sơn. Rafael Sơn đã bị chấn thương ở trận đấu gặp Nam Định và anh chưa hẹn ngày trở lại. Một tổn thất không nhỏ của huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng. Đã nói thì Rafael Sơn ở thời điểm hiện tại cùng với Rui Mario là hai tiền đạo có tốc độ được coi là tốt nhất tại V-League. Lối chơi tốc độ và sức mạnh, can lướt và độc lập tác chiến rất ổn. Hôm nay thì Rui Mario của Hải Phòng đã có 6 bàn thắng và dẫn đầu danh sách ghi bàn tại V-League năm nay. Đặc biệt hơn nữa là trong số 6 bàn thắng đó thì Rui Mario có tới 5 bàn thắng mở tỷ số trong các trận đấu mà anh tham dự. Tính tới trước vòng đấu này diễn ra thì Hải Phòng vẫn là đội bóng có số bàn thắng nhiều nhất. Với 11 bàn thắng. Đứng ngay sau đó là những đội bóng ở top 2 với 9 bàn thắng. Đó là Thanh Hóa và chính Top 15 Bình Định. Mùa giải hôm nay thì rõ ràng là huấn luyện viên Đức Thắng đã cải thiện tốt hơn rất nhiều về mặt tấn công cho cao thủ Top 15 Bình Định. Đã biết là ở mùa giải năm 2021 sau khi vòng thi đấu thứ 12 kết thúc thì các cầu thủ Bình Định chỉ ghi được có 10 bàn thắng thôi. Nhưng cho tới thời điểm hiện tại, khi mà Bình Định mới chỉ thi đấu 6 vòng đấu tại V-League năm nay thì họ đã có 9 bàn thắng rồi. Hàng công của Bình Định năm nay chất lượng hơn với những cái tên như là Jemeling và Rafael Sơn, những sự bổ sung rất sớm ở mùa giải hôm nay. Châu Ngọc Quang rất nhanh. Đây là Rui Mario. Vẫn còn xuống đây. Không vào. Ôi, vẫn không vào. May mắn thuộc về cao thủ Top 15 Bình Định. Rui Mario nhanh tới như thế nào chúng ta có thể thấy trong pha bóng vừa rồi. Sự can lướt của Rui Mario đã cho anh một cơ hội dứt điểm ở một góc không quá rộng. Bóng rộn cầu dọc nảy ra đến chân của Hải Huy. Rất may là Hồ Tấn Tài đã kịp băng lên và cản phá cú sút ở nhịp thi đấu thứ hai đến từ Hải Huy. Phạt góc dành cho các cầu thủ Hải Phòng. Hải Huy không được. Phát bóng lên dành cho cao thủ Top 15 Bình Định. Cơ hội để có bàn thắng thứ 7 tại V-League năm nay của Rui Mario đã bị cột dọc từ chối một cách tương đối đáng tiếc. Trước đó là tình huống giành lại bóng và chuyển đổi trạng thái rất nhanh của Châu Ngọc Quang. Đây là một mùa giải mà Châu Ngọc Quang cũng đang có phong độ tốt. Trong trận đấu gặp cao thủ Hà Nội trên sân hàng đẫy ở vòng 6 thì Hải Phòng thiếu đi cả Châu Ngọc Quang lẫn Hải Huy. Nhưng đó là một trận đấu mà tiền vệ của Hải Phòng cũng thi đấu khá ổn trước một hàng tiền vệ mạnh đến từ Hà Nội. Một lần nữa chúng ta xem lại tình huống dứt điểm quyết đoán đến từ Rui Mario. Ngày hôm nay thì danh sách đăng ký thi đấu của các cầu thủ Top 15 Bình Định có sự trở lại của thủ thành Vũ Tuyên Quang sau chiếc thẻ đỏ phải nhận trong trận đấu gặp cao thủ Hoàng Gia Lai. Ngày hôm nay thì Trần Đình Minh Hoàng vẫn đang bắt chính. Trung Hiếu. Rui Mario. Đây là Hà Đức Trinh. Không được. Cái đường truyền cuối cùng của các cầu thủ Top 15 Bình Định ngày hôm nay là không tốt. Đây là đường truyền thứ hai của Hà Đức Trinh cho các đồng đội của mình nhưng không chính xác.
Đức Chinh luôn muốn truyền lợi thế cho đồng đội, nhưng các đồng đội của anh thì lại không sẵn sàng. Mau set. Hải Phòng vẫn đang kiểm soát bóng tốt hơn. Đây chính là lối chơi mà huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm đã xây dựng cho Hải Phòng ở mùa giải năm nay. Ngay cả trận đấu trên sân Hàng Đẫy trước các cầu thủ Hà Nội thì Hải Phòng cũng kiểm soát bóng tốt hơn, cho dù để thua 2-1. Khá hay. Tạt bóng. Đánh đầu. Hơi nhẹ. Đánh đầu của Hải Huy. Đường dứt điểm thứ hai của Hải Huy ở trong trận đấu ngày hôm nay. Phút thứ 11 của trận đấu nhưng Hải Phòng đã có khá nhiều những cơ hội dứt điểm về phía ông thành của Topperland Bình Định. Người tạt bóng cuối cùng đó là Martin Lò. Phối hợp khá hay của Trung Hiếu và Martin Lò ở bên phía lách trung lộ bên phải. Cầu thủ chạy cánh trái của Topperland Bình Định ngày hôm nay là Hendrio. Anh là một cầu thủ có khả năng tấn công tốt, nhưng đương nhiên là phòng ngự sẽ không phải là sở trường của ngoại binh bên phía Topperland Bình Định. Lỗi của Bùi Tiến Dũng. Trận đấu sớm nhất của vòng đấu 8 này là trận đấu giữa SCB Đà Nẵng và Sông Lam Nghệ An trên sân Hòa Xuân, và tỷ số vẫn đang là 0-0. Cùng giờ với trận đấu mà chúng ta đang theo dõi sẽ là cuộc đối đầu giữa Nam Định và Viettel. Trận đấu diễn ra trên sân vận động Thiên Trường. Trận đấu mà có lẽ Nam Định sẽ không được phép thua nữa. Hendrio. Quá cao so với đà văng vào của Hồ Tấn Tài. Vòng đấu trước thì hai cầu thủ ghi bàn cho Topperland Bình Định đó là Hendrio và Hồ Tấn Tài. Và hôm nay thì trên sân Hòa Xuân, cao thủ SCB Đà Nẵng đã có bàn thắng vào lưới của Sông Lam Nghệ An. Đúng là dưới tay huấn luyện viên Phan Thanh Hùng thì SCB Đà Nẵng đang chơi rất thăng hoa, cho dù họ không có được những ngoại binh tốt ở mùa giải năm nay. Thậm chí huấn luyện viên Phan Thanh Hùng có những trận đấu đã không sử dụng bất kỳ một ngoại binh nào cả. Sông Lam Nghệ An đang có phong độ tốt nhưng ngày hôm nay đang gặp khó khăn trên sân động Hòa Xuân trước Sông Lam Nghệ An. Lỗi đẩy sau của Hà Đức Chinh với Empande. Đây là Jemeling. Vẫn là Jemeling. Cánh trái là Hendrio. Jemeling. Lối cao chân của Jemeling. Trận đấu trước khi gặp Viettel thì Moses đã có một tình huống không theo kịp Jaha bên phía Viettel và để cho tiền vệ này băng lên dứt điểm, nâng tỷ số lên 2-1 cho đội khách. Đây vẫn là cao thủ Hải Phòng. Pha phòng ngự tốt của Dương Thanh Hào. Pha xử lý chính xác của trọng tài Hoàng Ngọc Hà. Triệu Việt Hưng, Hải Huy, Trương Ngọc Quang, những nhân tố rất quan trọng nơi hàng tiền vệ của Hải Phòng ở mùa này. Nhiều người đặt ra một câu hỏi, nếu như một những cầu thủ này gặp phải chấn thương hoặc là thẻ phạt, Hải Phòng thực sự sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Lực lượng của Hải Phòng ở mùa giải hôm nay là không có sự đồng đều. Không có quá nhiều những sự lựa chọn ở đội hình chính cho huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm. Mà mùa giải thì còn rất dài.
tế là trên hàng công chỉ cần thiếu đi sự có mặt của Di Mario thôi thì Hải Phòng sẽ vô cùng khó khăn rồi. Cầu thủ đã ghi hơn nửa bàn thắng cho Hải Phòng vào lúc này, 6 bàn thắng và đang dẫn đầu danh sách ghi bàn tại V-League năm nay. Cầu thủ đang xếp sau Di Mario ở danh sách ghi bàn đó là Giovane của Viettel, Jay Paulo của Thanh Hóa và Nguyễn Công Phượng của Hoàng Gia Lai và Tiến Linh nữa. Mỗi cầu thủ đang ghi được 3 bàn thắng tại V-League năm nay. Đình Trọng. Hôm nay thì huấn luyện viên Đức Thắng tiếp tục sử dụng sơ đồ 3 trung vệ với Đình Trọng, Antiliano và Dương Thanh Hào. Bên phải là Hồ Tuấn Tài, bên trái là Hendrio. Các tiền vệ là Đặng Văn Trâm, Lý Công Hoàng Anh và Mạc Hồng Quân. Cầu thủ ở tuyến trên là Hà Đức Trinh và Duy Ma Linh. Ta sẽ cùng nhau hy vọng cho Đình Trọng sẽ không gặp phải bất kỳ một chấn thương nào nữa. Khá nguy hiểm, vẫn còn một pha bóng không an toàn đến từ chân Đình Minh Hoàng. Suýt chút nữa thì Trương Ngọc Quang đã chớp được thời cơ trong pha bóng vừa rồi. Lực lượng của Bình Định ở mùa giải hôm nay có chiều sâu tốt, nhưng đôi khi đội bóng này gặp phải quá nhiều những ca chấn thương và có những thời điểm huấn luyện viên Đức Thắng còn phải đưa Đình Trọng lên đá tiền vệ. Quá mạnh so với đà băng xuống của Mạc Hồng Quân. Mạc Hồng Quân cũng không phải là một cầu thủ có tốc độ tốt. Ngày hôm nay sẽ diễn ra 3 trận đấu: SCB Đà Nẵng gặp Sông Lam Nghệ An, Nam Định gặp Viettel và trận đấu chúng ta đang theo dõi đó là Hải Phòng gặp Topelem Bình Định. Vào ngày mai 20 tháng 7 sẽ là những cuộc đối đầu giữa Hoàng Anh Gia Lai và BKMX Bình Dương, Hà Nội gặp Sài Gòn và Thành phố Hồ Chí Minh sẽ gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Hai đội bóng của Thành phố Hồ Chí Minh đang gặp rất nhiều khó khăn ở mùa giải hôm nay. Duy Mê Linh. Và can thiệp của Moset vẫn là Duy Mê Linh. Duy Mê Linh quyết định dứt điểm ngay ở ngoài vòng cấm. Huấn luyện viên Đức Thắng là một những huấn luyện viên có khả năng tổ chức lối chơi rất chắc chắn. Ông luôn luôn đưa ra được những đấu pháp tùy thuộc vào các đối thủ mình gặp ở các vòng đấu. Và phối hợp hay của các thủ Hải Phòng. Di Mario, coi tỷ số được mở cho các thủ Hải Phòng, bàn thắng thứ 7 của Di Mario mùa giải này. Thực sự là quá đơn giản với tiền đạo Hải Phòng trong pha bóng này, nhưng chúng ta có thể thấy sự bình tĩnh của Di Mario là như thế nào. Trước đó là một tình huống đánh biên cực hay của các thủ Hải Phòng, pha tạt bóng chuẩn tới từng cm. Ngay cả khi Di Mario có pha khống chế bằng ngực rất lâu rồi, không có bất kỳ một hậu vệ nào của Topelem Bình Định can thiệp với tiền đạo của đội chủ nhà cả. Cho dù ngày hôm nay thì Topelem Bình Định đang thi đấu với 3 trung vệ, đó là Adriano Smith, Đình Trọng và Dương Thanh Hào nữa. Chúng ta sẽ cùng chiêm ngưỡng lại bàn thắng rất đẹp và bình tĩnh đến từ Di Mario.
Và hôm nay thì Hải Phòng đang chơi sắc sảo hơn, họ tổ chức tấn công sắc nét hơn. Xem lại pha bóng này, tạt bóng quá hay. Và người mắc lỗi vị trí đó là Adriano Smith. Anh đã không kiểm soát được Romario ở trong pha bóng vừa rồi. Khi Romario đã hãm ngược được lại, bóng đẩy trước mặt, thì mọi thứ gần như đã được định đoạt trong pha bóng này. Quá chính xác, không có bất kỳ một động tác thừa nào trong tình huống dứt điểm vừa rồi cả. Bàn thắng thứ 7 của Romario mùa giải này và là lần thứ 6 anh mở tỷ số. Quá xuất sắc. Cần nhớ rằng Romario chính là một cầu thủ đã từng thi đấu rất xuất sắc dưới tay huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng. Mà Romario đã ghi bàn vào lưới đội bóng cũ kia mùa giải năm 2021. Romario chơi trong màu áo của Tottenham Bình Định thì anh cũng đã có 3 bàn thắng trước đội bóng này. Thành công dành cho cao thủ Hải Phòng. Còn nhớ khi trong màu áo của Hoàng Anh Gia Lai thì Romario chơi không nổi bật và sau 13 vòng đấu cho Gia Lai anh không có được bàn thắng nào. Nhưng kể từ khi anh về Thanh Hóa với huấn luyện viên Đức Thắng thì sau 2 mùa bóng chơi cho đội bóng này anh đã có tới 16 bàn thắng tại V-League. Nói không quá khi chính huấn luyện viên Đức Thắng là người đã cởi bỏ tâm lý cho Romario và đã giúp cho anh chơi thăng hoa. Mà ở thời điểm hiện tại thì Romario chính là một trong những tiền đạo lợi hại nhất ở V-League. Vẫn là Romario. Romario dứt điểm ngay. Dứt điểm ở góc hẹp và sẽ có phạt góc dành cho cầu thủ Hải Phòng. Hải Phòng vẫn đang chơi tốt hơn so với các cầu thủ Tottenham Bình Định trong trận đấu này. Romario đang chơi với một tâm lý hết sức thoải mái và thăng hoa. Đánh đầu. Vẫn là cao thủ Hải Phòng. Đình Trọng. Adriano. Đây là một trận đấu mà khá nhiều những cầu thủ gặp lại những đội bóng cũ của mình. Bên phía Tottenham Bình Định đó là trường hợp của Adriano Smith và James Erling. Còn bên phía Hải Phòng đó là trường hợp của Romario. Và Romario vừa ghi bàn vào lưới của đội bóng cũ của mình. Một bàn thắng rất đẹp của tiền đạo người Jamaica. Bóng này thì Hải Phòng và Tottenham Bình Định là một những số đội bóng hiếm hoi có được sự ổn định đến từ các ngoại binh. Nếu như ngày hôm nay cao thủ Tottenham Bình Định có được sự phục vụ của Rafaelson thì trận đấu sẽ hay hơn rất nhiều. Nhận nói thì Rafaelson và Romario ở thời điểm hiện tại là hai tiền đạo được đánh giá cao nhất tại V-League.
Jemelin. Sút xa. Lần thứ hai Jemelin thử vận may ở những tình huống sút xa trong trận đấu này. Có vẻ như huấn luyện viên Đức Thắng đã có những chỉ đạo để đẩy Henrio lên chơi cao hơn cùng với Jemelin và Hà Đức Trinh ở phía trên. Rui Mario, bóng đã chạm tay của tiền đạo bên phía Hải Phòng. Đang phải nhận bàn thua và ngay lập tức huấn luyện viên Đức Thắng đã có những chỉ đạo rất cụ thể với các học trò của mình. Với việc ông sẽ đẩy cao Henrio lên phía trên. Martin Lo. Trung Hiếu. Đây là Martin Lo rất thoáng. Căng ngang không được. Những tình huống đánh lách trung lộ rất hay của cầu thủ Hải Phòng. Và vừa rồi chúng ta có thể thấy vai trò của Epande khi anh đã làm chậm tình huống phản công của cầu thủ Top Elm Định một cách rất tốt. Epande đã không để cho Jemelin có thể quay mặt lại trong pha bóng vừa rồi. Đây là tình huống mà Trung Hiếu đã đưa bóng rất thoáng dành cho Martin Lò. Rõ ràng là những đường lên bóng của Hải Phòng vào lúc này là sắc nét hơn rất nhiều so với đội khách Top Elm Định. Thậm chí nếu như may mắn hơn, họ đã phải có hai bàn thắng rồi. Tình huống mà Rui Mario đã sút bóng dội cột dọc của đội khách ở những phút đầu trận đấu này. Ném biên dành cho Hải Phòng. Sau vòng thi đấu thứ 8 thì các đội bóng sẽ được sử dụng những cầu thủ trong giai đoạn chuyển nhượng ở thời điểm vào ngày 21 tháng 7 cho tới ngày 18 tháng 7. Tức là trước vòng thi đấu thứ 13 thì các đội sẽ phải chốt xong những cầu thủ sẽ thi đấu đến hết mùa giải. Hôm nay thì nhiều đội bóng đã sốt sắng để thay đổi những ngoại binh trong đội hình. Nhưng Hải Phòng và Top Elm Định thì không nằm trong số đó vì các ngoại binh của cái đội đang thi đấu rất ổn định. Mỗi trục dọc của Hải Phòng đó là Epande, Moset và Rui Mario vẫn đang chơi khá ổn và không có lý do gì để cho huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm phải nghĩ tới việc thay thế những cầu thủ này cả. Trong khi đó thì nhiều đội bóng đang khó khăn về mặt ngoại binh. Ngay cả một đội bóng như câu lạc bộ Hà Nội cũng đã chuẩn bị có sự thay thế hai ngoại binh. Trường hợp của Ivancic và Jack Duro bị chấn thương. Còn Ivancic là cầu thủ đã không thể đáp ứng đi yêu cầu về mặt chuyên môn. Đây là Rui Mario. Tốc độ của Rui Mario sẽ được phát huy khi mà có khoảng trống. Trống Ngọc Quang không được, vẫn còn. Những đường lên bóng hết sức thoáng đạt của các cầu thủ Hải Phòng. Sức dướn của Trương Hoàng Quang trong pha bóng vừa rồi là khá tốt. Hơi dài ở pha tiếp bóng đầu tiên. Thực tế thì hàng phòng ngự của Top Elm Bình Định ở mùa giải này vẫn chưa đem lại nhiều niềm tin. Thực tế thì Dương Thanh Hào và Andrew Smith chưa phải là những trung vệ thực sự chắc chắn. Đây là phòng ngự của Top Elm Định ở mùa giải hôm nay, khi mà Smith và Dương Thanh Hào cũng không ít lần mắc lỗi dẫn tới những bàn thua của Top Elm Định ở mùa giải này. Sự lo lắng của huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng. Lúc này thì trên băng ghế dự bị của các cầu thủ Top Elm Định vẫn còn có những trung vệ như là Tuyến Duy và Vũ Hữu Quý. Này thì Hữu Quý mới chỉ trở lại sau chấn thương thôi.
Và trận đấu này thì huấn luyện viên Đức Thắng vẫn chưa mạo hiểm để sử dụng trung vệ người Nam Định trong đường chính thức. Lúc này thì Topelemi Bình Định vẫn đá với ba trung vệ, Đình Trọng lệch phải, Adriano đá ở vị trí trung tâm và Dương Thanh Hào đá trung vệ lệch trái. Lúc này thì Đặng Văn Trầm đã được đẩy ra phía bên trái rồi. Hendrio đã vào trong để đá tiền vệ. Cơ hội quá được chính, không chính xác. Vừa rồi là một cơ hội tốt. Tình huống nhả ngược lại tuyến hai của Jemeling cho Hà Đức Trinh là rất vừa tầm. Tình huống dứt điểm cuối cùng của tiền đạo bên phía Topelec Bình Định lại đi không chính xác cầu môn của Hải Phòng. Trong trận đấu trước gặp Nam Định thì cũng một tình huống dạng như thế này, thì các cầu thủ Topelec Bình Định đã có bàn thắng đến từ Hendrio. Hà Đức Trinh chính là người đã nhả ngược lại cho Hendrio tung ra một cú vô lê chéo góc hạ gục thủ thành của câu lạc bộ Nam Định. Lên bóng dành cho các cầu thủ Topelec Bình Định. Hà Đức Trinh, tốc độ của Hà Đức Trinh căng ngang, không phải là một tình huống căng ngang mà là một tình huống nhả ngược lại tuyến hai. Này thì ngay cả Hồ Tấn Tài cũng đã dâng lên rất cao rồi. Martin Lò mất bóng khá vô duyên của Martin Lò. Martin Lò cần phải xử lý nhanh hơn cho pha bóng vừa rồi vì anh có rất nhiều khoảng trống. Dương Thanh Hào, Hendrio, Mạc Hồng Quân, Trung Hiếu và xử lý tốt của hậu vệ Trung Hiếu. Hải Phòng vẫn đang vận hành sơ đồ 4-3-3 quen thuộc với tiền vệ mò neo mau xét chơi thấp nhất hỗ trợ cho các tiền vệ ở tuyến trên gồm Hải Huy, Martin Lo và Châu Ngọc Quang và cả Triệu Việt Hưng nữa, những cầu thủ chơi tương đối sáng tạo. Hendrio, Tài Hoàng Ngọc Hà cho rằng bóng đã chạm tay của Joseph Mbande trong pha bóng vừa rồi. Khi bị dẫn bàn thì lúc này thì Bình Định là đội kiểm soát bóng nhiều hơn với thời lượng kiểm soát bóng là 54%. Lúc này thì số lần dứt điểm cầu môn của Hải Phòng là nhiều gấp đôi so với đội khách, với 8 lần dứt điểm, trong đó 3 cú sút trúng đích và một bàn thắng của Rimario. Người đứng trước bóng đó là Hendrio. Đây sẽ là một tình huống đá phạt nguy hiểm dành cho cao thủ Topelec Bình Định. Hendrio không được. Người vừa có tình huống đánh đầu phá bóng ra đó là Rimario.
Chúng ta đang theo dõi trận đấu giữa Hải Phòng và Top Pelem Bình Định. Trận đấu trong khuôn khổ vòng thi đấu thứ 8 của Naivop V-League 1 mùa giải năm 2022. Lúc này thì đội chủ nhà Hải Phòng đang dẫn trước 1-0 với bàn thắng của Rimario ở phút thứ 21. Bàn thắng của đội chủ nhà cho thấy là hàng phòng ngự của Top Pelem Bình Định ở mùa giải hôm nay cũng thi đấu không thực sự chắc chắn. Một tình huống mà Adriano Smith đã đứng sai vị trí khi theo kèm với Rimario. Quá nhiều thời gian cho không gian dành cho tiền đạo người Jamaica để dứt điểm trong bàn thắng đó. Châu Ngọc Quang quá nhanh, cả ngang. Rồi 2-0 cho các thủ Hải Phòng rồi. Bàn thắng là của Hải Huy, nhưng chúng ta có thể thấy rằng là Châu Ngọc Quang hay đến như thế nào trong bóng vừa rồi. Thực tế là Châu Ngọc Quang đã có một phong độ rất cao mùa giải hôm nay. Ngày hôm nay thì Châu Ngọc Quang và Hải Huy đã trở lại đội chính thức của Hải Phòng và họ đang góp công rất lớn với chiến thắng 2-0 vào lúc này, phút thứ 37 và 2-0 cho đội chủ nhà. Hải Huy thực sự có thể nói là một cầu thủ không thể thiếu được của Hải Phòng vào lúc này, cũng không quá. Các khán giả có mặt trên sân Lạch Tray đang rất vui với bàn thắng vừa rồi. Sẽ có rất nhiều điều mà huấn luyện viên Đức Thắng phải điều chỉnh cho đội bóng của mình phút còn lại. Đây là tình huống mà Đặng Văn Trâm đã mắc lỗi phòng ngự nặng. Đặng Văn Trâm mới quay trở lại đội chính thức của các cầu thủ Top Pelem Bình Định thôi và anh đã phải đá trái với vị trí sở trường của mình. Đặng Văn Trâm không phải là một cầu thủ đá biên, hơn nữa lại là biên trái nữa. Ngày hôm nay thì trong đội hình đăng ký của huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng, trong danh sách đăng ký của Top Pelem Bình Định ngày hôm nay không có Vũ Bất Triều, một cầu thủ đá biên trái thường xuyên. Sau khi để thua bàn đầu tiên ở trận đấu ngày hôm nay thì huấn luyện viên Đức Thắng đã đưa Hentido vào trong và bắt buộc phải đẩy Đặng Văn Trâm ra phía biên trái. Và vừa rồi thì Châu Ngọc Quang đã khoét vào vị trí mà Đặng Văn Trâm đã an ngữ, nơi cánh trái của các thủ Top Pelem Bình Định. Khởi đầu quá thuận lợi dành cho đội chủ nhà. Lúc này thì cao thủ SHB Đà Nẵng cũng đang dẫn trước Sông Lam Nghệ An với tỷ số là 2-0. Đà Nẵng đang gặp rất nhiều khó khăn với các ngoại binh của mình, nhưng họ cũng đang thi đấu rất hay ở những trận đấu gần đây. Lúc này thì Sông Lam Nghệ An cũng đã có bàn thắng rút ngắn tỷ số còn 1-2 do công của Oseni. Và cầu thủ sinh năm 2003 đó là Nguyễn Phi Hoàng đã có một cú đúp cho Đà Nẵng vào lúc này. Phi Hoàng thường xuyên được huấn luyện viên Phan Thanh Hùng sử dụng ở những trận đấu gần đây và anh đã không làm phụ công của huấn luyện viên Phan Thanh Hùng. Phi Hoàng sinh năm 2003, thật sự rất ấn tượng. Đà Nẵng cũng đang thi đấu tốt trên sân nhà. Sân nhà mùa này thậm chí họ còn thắng Hà Nội với tỷ số 2-1. Rất nhiều những cầu thủ trẻ mùa giải hôm nay ghi bàn cho Đà Nẵng. Trong trận đấu gặp Hà Nội thì Phạm Đình Duy, một cầu thủ cũng còn rất trẻ, đã mở tỷ số. Ngày hôm nay thì Phi Hoàng có 2 bàn thắng vào lưới của các cầu thủ Sông Lam Nghệ An. Lúc này thì Đà Nẵng đang dẫn trước đội khách với tỷ số 2-1. Và trận đấu vẫn đang diễn ra. Huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng vẫn đang rất tâm tư. Châu Ngọc Quang khá nhịp nhàng. Và chuyển hướng tấn công của Mao Set. Này
thì quyền kiểm soát bóng đang thuộc về top Berlin Bình Định. Dễ hiểu thôi, họ đang bị dẫn trước 2 bàn và phải tìm cách để có thể có được bàn thắng rút ngắn tỷ số. Thứ 41 và đang là 2-0 cho cao thủ Hải Phòng. Mạc Hồng Quân. Vẫn là Mạc Hồng Quân. Có thể sút xa. Tiếp tục là cú sút xa nữa của Jemeling. Sẽ có một tình huống đá phạt góc dành cho đội khách Top Berlin Bình Định. Đá phạt góc đó là Hendrio. Rất thoáng Đặng Văn Trâm. À, dứt điểm khá hời hợt đến từ Lý Công Hoàng Anh. Đúng là một trận đấu mà Top Berlin Định không có nhiều những cơ hội để có thể dứt điểm về với khung thành của Đình Triệu. Là xem lại pha bóng mà Đặng Văn Trâm đã tạo cơ hội cho Lý Công Hoàng Anh. Joseph Empande. Empande là cầu thủ vô cùng đa năng. Trong những trận đấu mà Hải Phòng bị dẫn trước và gặp khó khăn thì ngay lập tức huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm sẽ có những sự thay đổi. Empande sẽ được đẩy lên phía trên để hỗ trợ cho Romario. Nhưng chắc chắn là với một thế trận như thế này thì Empande hoàn toàn có thể yên tâm chơi ở vị trí trung vệ bên cạnh Bùi Tiến Dũng. Ngày hôm nay Hải Phòng đã có sự trở lại của đội trưởng Hải Huy và lối chơi của họ đã thanh thoát hơn rất nhiều. Chắc chắn là huấn luyện viên Đức Thắng cũng đang rất nhớ tới vị trí của Đỗ Văn Thuận. Và đương nhiên là cả Rafael Sơn nữa. Lỗi của Trung Hiếu, lỗi cao chân. Thẻ vàng của trọng tài Hoàng Ngọc Hà dành cho Trung Hiếu, thẻ vàng đầu tiên của trận đấu này. Thẻ vàng tương đối vô duyên của hậu vệ bên phải bên phía Hải Phòng. Vừa rồi là thẻ vàng thứ hai của Trung Hiếu tại mùa giải năm nay. Và với điều lệ của V-League thì cầu thủ phải nhận 3 thẻ vàng thì sẽ phải nghỉ vòng đấu tiếp theo. Lúc này thì những cầu thủ đang ghi bàn hàng đầu cho Top Berlin Bình Định đó là Hendrio và Rafael Sơn, mỗi cầu thủ ghi được 2 bàn. Những cầu thủ còn lại ghi được 1 bàn gồm có Hồ Tuấn Tài, Lý Công Hoàng Anh, Jim Meling, Phạm Ba Thành và Nguyễn Xuân Nam. Và đương nhiên các khán giả không thể quên được bàn thắng ghi được bằng tay của Xuân Nam trong trận đấu gặp cao thủ Sài Gòn trên sân Thống Nhất. Đó là một bàn thắng mà các trọng tài đã bị kỷ luật rất nặng. Là cao thủ Top Berlin Bình Định.
Dứt điểm. Cú sút trúng đích được coi là đầu tiên của đội khách trong trận đấu ngày hôm nay. Nhưng Đình Triệu chơi tập trung. Và dứt điểm đến từ Hendrio. Và phối hợp tốt giữa Hendrio và Hà Đức Trinh. Ngày hôm nay thì Nguyễn Văn Toàn cũng có tên trong danh sách đăng ký thi đấu của Hải Phòng ngày hôm nay. Nhưng Đình Triệu vẫn đang chơi tốt. Có 1 phút bù giờ cho hiệp 1 của trận đấu này. Hendrio. Zebelic lấy đâu? Bóng không đi vào gôn. Những tình huống nguy hiểm của Tốt Bê Lê Định trong hiệp 1 đều thuộc về các chân sút ngoại. Zebelic tích cực sút xa. Và Hendrio cũng vậy. Như vậy là hiệp 1 cũng đã kết thúc với tỷ số là 2-0 nghiêng về đội chủ nhà Hải Phòng. Anh cùng lứa với Hà Đức Trinh, lứa cầu thủ sinh năm 1998. Như vậy là hiệp 2 bắt đầu. Hiệp 2 thì Bình Định là đội giao bóng và bảo vệ cầu môn phía tay trái hướng theo dõi của quý vị và các bạn. Trong hiệp 1 thì ở tình huống mà Romario mở tỷ số cho đội chủ nhà Hải Phòng thì trung vệ Adriano Smith đã mắc lỗi vị trí tương đối nặng. Trong một tình huống mà đội khách chơi với 3 trung vệ nhưng đã để cho tiền đạo của đội chủ nhà dứt điểm vô cùng thoải mái trong vòng cấm. Một tình huống hãm ngực, sau đó là bắt bô lê rất mạnh tung đọc lưới của thủ thành Trần Đình Minh Hoàng. Ở tình huống thứ hai, sau khi Đặng Văn Trâm đã không được thi đấu ở vị trí sở trường thì ngay lập tức Trương Ngọc Quang đã khoét vào vị trí đó. Một tình huống căng ngang, Hải Huy đá bồi ở nhịp bóng 2 và 2-0 cho đội chủ nhà Hải Phòng. Và đó là một kết quả hoàn toàn xứng đáng. Những gì mà cao thủ Top Belen Bình Định làm được ở trong hiệp đầu tiên chỉ là những tình huống dứt điểm ở ngoài vòng cấm đến từ Jemeling và Hendrio. Đây là Romario, lại là sai lầm của Adriano Smith. Tốc độ của Romario, vẫn là Romario. Vẫn còn, vẫn là cao thủ Hải Phòng, Trung Hiếu. Một tình huống rất fair play của Romario khi anh đã ra hiệu cho các đồng đội là đá bóng ra ngoài biên sau khi Thanh Hào bị đau. Quá vất vả khi phải theo kèm Romario, nhưng tình huống nguy hiểm này lại đến từ một pha bóng bất cần của Adriano Smith trước đó ở khu vực giữa sân. Đúng là Smith đang gặp nhiều vấn đề trong đội hình của Top Bê Lê Bình Định. Quá nhiều những sự lo lắng đến từ ban huấn luyện của đội khách ngày hôm nay. Tỷ số đang là 2-0 nghiêng về đội chủ nhà với một thế trận tốt hơn rất nhiều. Hôm nay thì Dương Thanh Hào bị đau. Đây là trung vệ Hữu Quý. Hữu Quý cũng mới chỉ trở lại sau chấn thương thôi. Mạc Hồng Quân cũng đã rời sân để nhường chỗ cho Trần Văn Trung. Hình 4-3-3 của Hải Phòng vẫn đang thi đấu rất ổn định. Như nói, nếu như dẫn bàn và với một thế trận tốt như thế này thì MBND hoàn toàn có thể yên tâm đá ở vị trí trung vệ. Trong trận đấu trước thì khi Romario sa bằng tỷ số 1-1 với sự góp sức của Empande, nhưng ngay sau đó thì hàng thủ của Hải Phòng cũng đã bị đánh bại khi mà cầu thủ trẻ Hoài Dương vào sân để chám vào vị trí trung vệ của Empande. Pha bóng đó thì Hoài Dương đã không thể theo kịp được Nhâm Mạnh Dũng để cho tiền đạo của Viettel có một tình huống nhả đầu rất đẹp cho Zaha, xong nâng tỷ số lên 2-1. Khá nguy hiểm. Tình huống chơi bóng tương đối mạo hiểm của Bùi Tiến Dũng. Trong hiệp đầu tiên thì trọng tài Hoàng Ngọc Hà mới chỉ phải rút ra một thẻ vàng dành cho Phạm Trung Hiếu của đội chủ nhà.
với tình huống cao chân. Không có gì nguy hiểm. Chắc chắn là những phút tới thì đội hình của Top Lane Bình Định sẽ phải đẩy lên rất cao rồi. Dọc lên đi mà, mu. Lỗi của Hải Huy. Thực sự là với khả năng chuyên môn tốt như thế này thì thật tiếc nếu như Hải Huy không được đóng góp nhiều cho màu áo của đội tuyển quốc gia. Không nhiều tiền vệ nội ở Bình Định có được một trình độ tốt như là Hải Huy. Lê Trọng. Lỗi của Joseph Mbande với Hà Đức Chinh. Trận đấu giữa SHB Đà Nẵng và Sông Lam Nghệ An đã kết thúc với tỷ số là 3-1 nghiêng về đội chủ nhà. Một trận đấu xuất sắc của các cầu thủ trẻ bên phía SHB Đà Nẵng khi Phi Hoàng lập một cú đúp. Oseni là người rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho đội khách Sông Lam Nghệ An. Nhưng cuối cùng thì Đình Duy, cầu thủ cũng đang chơi rất hay trong thời gian gần đây, đã nâng tỷ số và ấn định chiến thắng 3-1 cho Đà Nẵng. Đình Duy cũng đã có 2 bàn thắng tại V-League năm nay, một bàn thắng vào lưới của câu lạc bộ Hà Nội và một bàn thắng vào lưới của Sông Lam Nghệ An. Một ngày mà huấn luyện Phan Thanh Hùng đã sử dụng tới cơ hội. Tỷ số được rút ngắn được còn 1-2 cho các cầu thủ Top Lane Bình Định. Người ghi bàn lại là Hồ Tấn Tài. Hồ Tấn Tài là một hậu vệ nhưng thực sự anh rất có duyên ghi bàn. Bàn thắng thứ hai của Hồ Tấn Tài tại V-League năm nay. Vai trò của Hồ Tấn Tài trong đội hình của Top Lane Bình Định cũng không phải bàn cãi. Anh ghi bàn, anh kiến tạo. Và vừa rồi thì Top Lane Bình Định lại được thắp sáng cơ hội ở trận đấu này. Bàn thắng rút ngắn tỷ số của Hồ Tấn Tài được ghi ở phút thứ 53 của trận đấu. Khá mất tập trung đến từ vị trí của Hoàng Thái Bình. Và đá phạt của Hendrio. Người kiến tạo đó là Adriano Smith. Đội ly dứt điểm là rất gần, rất nhanh và không có lỗi của Đình Triệu. Trận đấu sẽ diễn ra rất hay ở những phút tiếp theo khi mà các cầu thủ Top Lane Bình Định có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Và người ghi bàn lại là Hồ Tấn Tài. Tinh thần của Top Lane Bình Định sẽ lên rất cao sau bàn thắng vừa rồi của Hồ Tấn Tài. Quý các bạn có một thông tin rất vui là VTV Cup đã có bản quyền của giải hạng 2 Pháp. Tất cả các trận đấu của UFC nơi mà Quang Hải thi đấu sẽ được chúng tôi trực tiếp trên các kênh sóng của VTV Cup trong 2 mùa bóng. Đó cũng chính là thời hạn hợp đồng của Quang Hải với UFC.
chúng ta sẽ được theo dõi một trong những cầu thủ xuất sắc nhất của Việt Nam thi đấu tại một giải đấu rất cao của châu Âu, đó là League One. Lên bóng dành cho các cầu thủ Hải Phòng, phải là Châu Quang Khoang dứt điểm ngay. Khó vừa rồi, nếu như Martin Lò có một tình huống thả bóng vào khoảng trống dành cho Châu Ngọc Quang thì mọi thứ sẽ rõ ràng hơn rất nhiều. Cơ hội 3-2. Và huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm có vẻ cũng không hài lòng với tình huống dứt điểm vừa rồi của Martin Lò. Nếu như đó là một tình huống 2-2 và bên phía cánh phải không có Châu Ngọc Quang thì số 6 bên phía Hải Phòng hoàn toàn có thể tung ra một cú dứt điểm. Chúng ta cùng xem lại pha bóng này. Một tình huống thả bóng xuống cho Châu Ngọc Quang thì mọi thứ sẽ rõ ràng hơn. À, phòng ngự của Bình Định đang đẩy cao và họ sẽ gặp nhiều sơ hở. Vẫn là cao thủ Tô Minh Linh, mất bóng rất nguy hiểm, cánh phải rất thoáng, dứt điểm ngay, không vào. Và dứt điểm chất lượng đến từ Hendrio. Đấy là một tình huống dứt điểm bằng chân không thuận của ngoại binh bên phía Tô Minh Linh. Vừa rồi là một tình huống may mắn cho phòng ngự của Hải Phòng. 6-4. Hải Phòng đang thi đấu tương đối mất tập trung. Có thể coi là Đình Triệu đã bó tay ở pha dứt điểm vừa rồi đến từ Hendrio. Đúng là Bình Định đang chơi hay hơn sau bàn thắng rút ngắn tỷ số của Hồ Tấn Tài. Trọng tài Hoàng Ngọc Hà cho rằng cao thủ Hải Phòng đã phạm lỗi với Đình Trọng trước đó. Đình Trọng và Romario cũng đã là đồng đội của nhau trong màu áo của câu lạc bộ Hà Nội. Nên nhớ là trước trận đấu này thì Bình Định là một trong ba đội bóng chưa để thua trên sân khách tại mùa giải này cùng với Viettel và Sông Lam Nghệ An. Ngày hôm nay thì Sông Lam Nghệ An cũng đã có trận thua sân khách đầu tiên khi họ bại trận với tỷ số 1-3 trước SHB Đà Nẵng. Và lúc này thì Top Pelem Bình Định cũng đang bị Hải Phòng dẫn trước với tỷ số là 1-2. Ở vòng đấu trước thì Hải Phòng cũng phải nhận trận thua sân nhà đầu tiên khi để thua đương kim vô địch Viettel với tỷ số 1-2. Đó là một trận đấu mà lực lượng của Hải Phòng bị sứt mẻ khá nặng, đặc biệt là vị trí của đội trưởng Hải Huy. Thì anh chưa hoàn toàn bình phục chấn thương nhưng cũng đã phải vào sân thi đấu ở hiệp đấu thứ hai. Hồ Tấn Tài. Lúc này thì huấn luyện viên Đức Thắng đã thay đổi sơ đồ chiến thuật khi ông đã đẩy Đình Trọng lên chơi tiền vệ. Một sự đầu tư lớn của Top Pelem Bình Định hôm nay và đương nhiên là ban huấn luyện của họ chịu rất nhiều những sức ép. Và phòng ngự của Bùi Tiến Dũng. Nghiêm Xuân Tú vào sân. Và cầu thủ rời sân đó là Hà Đức Trinh. Bình Định có sự thay đổi cầu thủ. Cầu thủ số 18 Hà Đức Trinh rời sân. Cầu thủ số 77 Nghiêm Xuân Tú vào sân. Xuân Tú vào sân thì Tô Văn Lê Bình Định sẽ có những tình huống tạt bóng hết sức nguy hiểm.
Xuân Tú chắc chắn là cầu thủ tạt bóng hay nhất V-League trong nhiều năm trở lại đây. Không đổi, không đổi áp, áp. Áp theo, không đổi. Áp theo anh. Trận đấu vẫn tiếp tục. Không có lỗi của Mao Set. Lỗi việt vị của Romario. Trợ lý trọng tài đã chính xác trong pha bóng vừa rồi. Này thì cao thủ Hải Phòng đang phòng ngự 1/2 sân nhà. Bình Định cũng là đội bóng có nhiều nhân tố chất lượng. Và Hải Phòng cũng không thể thi đấu một cách mất tập trung được. Đã có những phút mất tập trung trong hiệp thứ hai của các cầu thủ Hải Phòng. Rất may là tình huống dứt điểm của Henrio, bóng đi chệch cột dọc một chút thôi. Hoàng Anh. Áp sát công lỗi, đẩy lên. Hùng Vĩ gần ai gần gần đẩy lên. Và can thiệp của em Pandey. Lỗi của Hồ Tấn Tài. Hồ Tấn Tài phạm lỗi với Hải Huy. Martin Lò. Rất thoáng Hải Huy. Dứt điểm. Không vào. Dứt điểm trong pha bóng vừa rồi là hợp lý. Không gian cũng đã rất rộng mở trước mặt của Hải Huy rồi. Cú đặt lòng của Hải Huy, bóng đi cũng rất căng. Tương tự như tình huống dứt điểm của Henrio, bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc thôi. Chút nữa thôi thì Hải Huy có bàn thắng thứ hai của mình trong trận đấu này. Rồi đối đầu 1-1 với Jemeling là Joseph Epande. Và Hải Phòng thì hoàn toàn yên tâm với những tình huống đua thể lực của Epande. Tại cúp quốc gia năm nay thì Hải Phòng đã phải dừng bước ở vòng 2 trước chính Topelem Bình Định. Trận đấu được diễn ra trên sân Quy Nhơn. Tài Hoàng Ngọc Hà cần phải dứt khoát hơn. Có một chút lưỡng lự trước đó. Sau đó thì ông quyết định thổi phạt Romario. Ở vòng sau thì Bình Định được trở về sân nhà để tiếp đón đội bóng đang có phong độ cao, đó là SHB Đà Nẵng. Trong khi đó, Hải Phòng sẽ đến làm khách của Sông Lam Nghệ An tại sân Vinh. Đó là một trận đấu khó khăn khi ở vòng đấu này thì Sông Lam đã để thua 1-3 rồi. Như nói thì vào ngày mai, trận đấu tiếp theo của vòng 8 sẽ diễn ra. Vào lúc 17 giờ Hoàng Anh Gia Lai sẽ gặp BKMX Bình Dương. Hai trận đấu muộn nhất ở vòng này diễn ra vào lúc 19:15. Hà Nội sẽ gặp Sài Gòn và Thành phố Hồ Chí Minh sẽ gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên sân Thống Nhất. Nếu như ngày hôm nay Hải Phòng giành chiến thắng trước Bình Định thì họ sẽ lấy lại ngôi vị đầu bảng của Sông Lam Nghệ An. Dũng Quang Nho sẽ là cầu thủ được tung vào sân của các cầu thủ Hải Phòng. Hoàng Thái Bình đang bị trụt rút. Trận đấu trước thì Hoàng Thái Bình chỉ vào sân trên băng ghế dự bị để thay cho Lê Trung Hiếu. Ngày hôm nay thì anh được đá chính.
Lúc này trận đấu giữa Nam Định và Viettel vẫn đang có kết quả hòa 0-0. Như vậy là huấn luyện viên Đức Thắng cũng đã tung một cái tiền vệ chất lượng của mình vào, đó là Đỗ Văn Thuận. Số 14 Đỗ Văn Thuận vào sân. Câu lạc bộ Hải Phòng có sự thay đổi cầu thủ. Trận đấu gần nhất Văn Thuận thi đấu cho Top Player Bình Định, đó là trận đấu ở vòng thi đấu thứ tư, trận đấu mà các cầu thủ Bình Định đã giành chiến thắng với tỷ số là 3-1 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Dũng Quang Nho vào sân để thay cho Hoàng Thái Bình. Đỗ Văn Thuận đã gặp nhiều chấn thương kể từ khi chuyển tới thi đấu cho Top Player Bình Định. Văn Thuận chính là một những học trò của huấn luyện viên Đức Thắng khi còn thi đấu trong màu áo của câu lạc bộ trẻ Hà Nội TVT trước đây. Mario đang bị đau, lỗi đầy sau. Ở vòng thi đấu thứ 9 thì các đội bóng sẽ được sử dụng những tân binh của mình, đặc biệt là những đội bóng đang thử việc những cầu thủ ngoại. Những câu lạc bộ như là Sài Gòn, Nam Định, Bạch Gia Lai cũng đã có những sự thay đổi về các ngoại binh. Và đó cũng là trường hợp của SHB Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh nữa. Ngày hôm nay thì Nam Định thi đấu mà không có Marcio trong đội hình. Và theo nhiều thông tin chúng tôi có được thì Fagan sẽ quay trở lại để thi đấu cho Nam Định, quay trở lại V-League để thi đấu cho Nam Định. Trọng tài Hoàng Ngọc Hà cho rằng đó không phải là một tình huống cố ý nhả bóng về của Hồ Tuấn Tài dành cho Trần Đình Minh Hoàng. Trận đấu tiếp tục. Hoàng Gia Lai thì đã có những bản hợp đồng đến từ chân sút Bruno Henrique, cầu thủ đã thi đấu trong màu áo của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trước đây, và trung vệ người Hàn Quốc đó là Asehi. Theo thông tin thì Đà Nẵng cũng thay cả 3 ngoại binh. Quang Nho vào sân để đá thay đúng vị trí hậu vệ trái của Hoàng Thái Bình để lại. Rõ ràng là khả năng tấn công và tạt bóng của Dũng Quang Nho sẽ không tốt bằng Hoàng Thái Bình. Chạm tay của Jemelin trong pha bóng vừa rồi. Các cầu thủ của Hải Phòng cần phải cảnh giác với những tình huống tạt bóng đến từ Nghiêm Xuân Tú. Đây là cầu thủ có những tình huống tạt bóng chất lượng rất cao. Mario, vẫn là Mario. Đây là cơ hội cho các cầu thủ Hải Phòng, không vào. Cơ hội đến với Châu Ngọc Quang và Dương Thanh Hào đã xuất sắc ở tình huống phòng ngự vừa rồi. Mario đã có một tình huống thả bóng rất đẹp xuống cho Châu Ngọc Quang. Vào lúc này thì trên sân Thiên Trường, Nam Định đã có bàn thắng mở tỷ số vào lưới của đương kim vô địch Viettel. Vòng đấu của các đội chủ nhà cho tới lúc này
Jemeling. Văn Thuận. Lỗi của Jemeling. Bùi Tiến Dụng cũng đã bị chuột rút rồi. Lúc này thì Hải Phòng chỉ có một trung vệ để có thể thay thế được Bùi Tiến Dụng. Đó là Phạm Hoài Dương. Câu lạc bộ Hải Phòng có sự thay đổi cầu thủ. Cầu thủ số 10 Châu Ngọc Quang rời sân. Cầu thủ số 29 Nguyễn Văn Minh vào sân. Sau pha bóng vừa rồi thì có lẽ huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm đã nhận thấy rằng Trương Ngọc Quang đã xuống thể lực và không còn đủ tốc độ. Và ông ngay lập tức đưa vào sân một cầu thủ có tốc độ tốt và thể trạng nền tảng thể lực tốt hơn, đó là Văn Minh. Đây là pha bóng mà Trương Ngọc Quang có vẻ như hơi hụt hơi ở tình huống cuối cùng. Dứt điểm hơi chậm và đã bị Dương Thanh Hào chặn lại. Bùi Tiến Dụng thì cũng đã bị chuột rút rồi. Và huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm cũng sẽ phải tính toán đến phương án thay thế thôi. Còn hai trung vệ nữa, đó là Vũ Ngọc Thịnh và Phạm Hoài Dương. Rõ ràng là Phạm Hoài Dương là cầu thủ thường được huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm sử dụng hơn. Đó là trường hợp của Võ Ngọc Thịnh. Jamie Linh mới chỉ có được một bàn thắng tại V-League năm nay thôi. Nam Định đang dẫn trước Viettel với tỷ số 1-0. Bàn thắng của Nam Định đến từ tình huống đá phạt lưới nhà của trung vệ Nguyễn Thanh Bình. Đây là bàn thắng mở tỷ số trận đấu này của Ri Mario. Và kiến tạo quá đẹp đến từ Triệu Việt Hưng. Tình huống tạt bóng chuẩn tới từng cm. Quá khỏe. Này đã bắt lỗi kéo người của Ri Mario đối với Văn Thuận. Xuân Nam vào sân để thay cho Lý Công Hoàng Anh. Và lúc này thì Bình Định sẽ tận dụng tối đa những tình huống bóng bổng đến từ chân tạt Nghiêm Xuân Tú. Xuân Nam chơi bóng bổng tốt hơn so với Lý Công Hoàng Anh. Khán giả không thể quên được bàn thắng mở tỷ số bằng tay của Xuân Nam trong trận đấu gặp cao thủ Sài Gòn ở vòng thi đấu thứ 6, trận đấu mà Bình Định đã hòa 1-1 trên sân khách. Pha xử lý không tốt đến từ Hendrio nhưng vẫn là cao thủ top Island Bình Định. Hồ Tấn Tài tạt bóng. Đang đẩy rất cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng sang bằng tỷ số. Và phòng ngự tốt của Trung Hiếu. Vừa rồi là Châu Ngọc Quang. Khá nguy hiểm. Không được. Cắt bóng của Bùi Tiến Dụng. Để nói thì Bùi Tiến Dụng đã bị chuột rút. Ngay lập tức bấm được hướng lên vị trí của Ri Mario. Hải Huy. Là Hải Huy. Cánh phải rất thoáng. Chậm mất rồi. Hải Huy lưỡng lự vì muốn phối hợp với Ri Mario. Sau đó thấy tiền đạo ngoài phòng bị kèm quá chặt, anh mới chuyển hướng tấn công sang phía cánh phải. Nhưng các cầu thủ của Top Lane Bình Định đã kịp thời ngăn chặn. Có lẽ là lỗi việt vị của Jemeling. Jemeling chính là đồng hương của Ri Mario. Anh cũng là một người Jamaica. Những tiền đạo người Jamaica thường nổi tiếng với tốc độ tốt. Mùa giải đáng nhớ nhất
của Jamie Linh tại V-League cũng chính là mùa giải anh thi đấu cho Hải Phòng, đó là mùa giải năm 2019. Jamie Linh đã ghi được 10 bàn thắng tại V-League. Di Mario vẫn còn, quạt bóng rất hay. Trọng tài Hoàng Ngọc Hà không cho rằng đó là một tình huống phạt đền. Ta sẽ cùng xem lại, phải xem lại tình huống làm chậm. Trọng tài Hoàng Ngọc Hà thì cho rằng là tay của hậu vệ bên phía Top Belen Bình Định đã chống xuống mặt sân. Nhưng nếu như pha làm chậm quay lại, tay của Hồ Tuấn Tài không chống xuống mặt sân thì đó sẽ phải là một tình huống đá phạt 11m dành cho các cầu thủ Hải Phòng. Đây là một tình huống mà trọng tài Hoàng Ngọc Hà đã xử lý chính xác, không có phạt đền cho các cầu thủ Hải Phòng. Tay của Hồ Tuấn Tài đã chống xuống mặt sân và đó sẽ không phải là một tình huống có thể thổi phạt 11m được. Theo luật thì nếu như tay của các cầu thủ phòng ngự chống xuống sân để đỡ lấy thân thể của mình thì đó bóng va vào tay thì đó sẽ không phải là một lỗi dùng tay chơi bóng. Và vừa rồi là một pha xử lý chính xác đến từ trọng tài Hoàng Ngọc Hà. Rất hay, Hồ Tuấn Tài. Vẫn là Hồ Tuấn Tài. Phạt góc dành cho các cầu thủ Top Berlin Bình Định. Vẫn là pha can thiệp đến từ Bùi Tiến Dũng. Đánh đầu. Và đánh đầu chuyền bóng đến từ Jamie Linh. Triệu Việt Hưng. Quá mạnh. Hôm nay thì phong độ của Jamie Linh là chưa được như kỳ vọng trong màu áo của Top Belen Bình Định. Còn Rimario thì đang tỏa sáng rực rỡ. 7 bàn thắng, trong đó có 6 bàn thắng là những tình huống mở tỷ số trận đấu. Hải Phòng chuẩn bị có những sự thay đổi người tiếp theo, và đó là những cái tên như là Lê Mạnh Dũng. Như vậy là Châu Ngọc Quang vẫn góp mặt ở trên sân. Và lúc này thì Văn Minh mới được tung vào sân. Câu lạc bộ Hải Phòng có sự thay đổi cầu thủ. Cầu thủ số 6 Mất Tiên Lò rời sân. Cầu thủ số 19 Lê Mạnh Dũng vào sân. Mạnh Dũng vào sân để thay cho Martin Lò. Và lúc này thì Văn Minh và mới vào sân để thay cho Châu Ngọc Quang. Ngay tốc độ của Văn Minh sẽ được phát huy. Còn Mạnh Dũng là một tiền vệ có khả năng đánh chặn tốt. Lại từ đầu của Jamie Linh đi hết đường biên ngang. Đúng là khó khăn khi mà hàng công của Top Belen Bình Định thiếu vắng đi Ravenson. Có Ravenson ở trên sân thì sức ép với các hàng thủ của đội bóng sẽ lớn hơn.
sẽ có một tình huống đá phạt cho các cầu thủ Hải Phòng. Người đá phạt đó là Triệu Việt Hưng. Pha phá bóng của Dương Thanh Hào và sẽ có phạt góc cho các cầu thủ Hải Phòng. Nguyễn Hải. Hướng sút bóng của Trung Hiếu. Ở vòng thi đấu thứ 8 này thì đội bóng sẽ không phải thi đấu và nằm trong số đội lẻ, đó chính là Thanh Hóa. Đông Á Thanh Hóa ở vòng đấu trước cũng có một chiến thắng tương đối rực rỡ trước Sài Gòn với tỷ số 4-0. Văn Minh rất nhanh, đây là Romario. Cánh phải rất thoáng. Chậm mất rồi. Romario! Đây có thể sẽ là dấu chấm hết cho các cầu thủ Top 11 Bình Định. Cú đúp của Romario trong trận đấu ngày hôm nay. Và tiếp tục lại là một bàn thắng đến từ tình huống hai của các đội phòng khi mà Trần Đình Minh Hoàng đã đâm bóng ra ở tình huống dứt điểm đầu tiên. Hàng phòng ngự thi đấu rất mất tập trung của Top 11 Bình Định. Họ đã giành được bóng từ chân của các đội phòng rồi. Nhưng với thể lực đang sung mãn của mình thì Văn Minh ngay lập tức đã rất nhanh lấy lại được bóng ở trong chân các thủ phòng ngự bên phía Top 11 Bình Định. Chuyển trạng thái rất nhanh. Romario nhả bóng sang bên phía cánh phải cho Triệu Việt Hưng. Cùng xem lại pha bóng này. Một nhịp lắc vào trong. Đây cũng là một bóng mà rất khó có thể trách được Trần Đình Minh Hoàng. Pha cứa lòng của Triệu Việt Hưng cũng rất nhanh và ở một cự ly gần. Không có bất kỳ một cầu thủ phòng ngự nào hỗ trợ cho thủ thành bên phía Top 11 Bình Định ở nhịp bóng 2 cả. Vòng đấu thứ 8 và bàn thắng thứ 8 của Romario. 8 trận đấu 8 bàn thắng. Phong độ tuyệt vời của tiền đạo người Jamaica. Đúng là mùa giải này thì huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm có một tiền đạo quá chất lượng. Và chắc chắn là ông sẽ phải hy vọng cho Romario luôn luôn khỏe mạnh và anh sẽ không phải dính những thẻ phạt. Và lúc này thì Romario cũng đã phải nhận 2 thẻ vàng ở các vòng đấu trước. Và nếu như phải nhận một thẻ vàng nữa thì anh sẽ phải nghỉ ở vòng đấu kế tiếp. Và chắc chắn là sẽ có rất nhiều những sự dặn dò đến từ huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm đối với Romario. Lúc này chưa thể hình dung được rằng Hải Phòng sẽ thi đấu ra sao nếu như trên hàng công của họ không có sự góp mặt của tiền đạo người Jamaica. Hải Huy thì đương nhiên là rất quan trọng rồi. Và nếu như không có Romario, Mbande sẽ phải đẩy lên trên và hàng phòng ngự của Hải Phòng sẽ gặp nhiều khó khăn. Và đương nhiên là Mbande cũng không thể so sánh được với Romario ở thời điểm hiện tại khi mà thi đấu ở vị trí tiền đạo. Nam Định vẫn đang dẫn trước Viettel với tỷ số là 1-0. Nếu như giành chiến thắng trước đương kim vô địch trận đấu ngày hôm nay thì sẽ là một chiến thắng quý hơn vàng của Viettel.
quý hơn vàng của các cầu thủ Nam Định. Nam Định đang gặp rất nhiều khó khăn trước khi vòng đấu này diễn ra. Có sự thay đổi cầu thủ số 14 Nguyễn Hải Huy rời sân. Lúc này thì Hải Huy rời sân. Phạm Hoài Dương vào sân. Cách biệt đang là 2 bàn và huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm đang nghĩ tới việc bổ sung cho hàng phòng ngự 2 bàn khi mà trận đấu chỉ còn khoảng hơn 4 phút ở thời gian thi đấu chính thức thôi. Thực sự là quá yên tâm. Và thắng nâng tỷ số lên 2-0 trong trận đấu này của Hải Huy. Trước vòng thi đấu thứ 8 này thì Nam Định đã có 3 trận đấu trên sân nhà tại V-League năm 2022 và họ chưa có được chiến thắng nào cả. 3 trận đấu trên sân nhà thì Nam Định hòa 2 và thua 1. Chúng ta đã biết thì ở những mùa giải trước, sân nhà luôn luôn là một điểm tựa rất vững chắc của Nam Định. Mùa giải hôm nay sau 3 trận đấu trên thiên trường họ chỉ kiếm được có 2 điểm thôi. Ngày hôm nay với chiến thắng, và nếu như giành được chiến thắng chung cuộc trước cao thủ Viettel thì đó sẽ là một chiến thắng mang lại rất nhiều giá trị cho các cầu thủ Nam Định, đặc biệt là về giá trị tinh thần cũng như là vị trí trên bảng xếp hạng cũng được cải thiện rất nhiều. Lúc này đội đang xếp ngay trên Nam Định đó là Thành phố Hồ Chí Minh. Mình đang có 6 điểm. Sài Gòn vẫn đang gặp khó khăn. Và ngày mai thì họ phải thi đấu trên sân Hàng Đẫy trước câu lạc bộ Hà Nội. Với một sức ép là Nam Định có thể sẽ có được 3 điểm trong trận đấu ngày hôm nay. Dứt điểm. Dứt điểm ở góc hẹp của Rimario. Phòng ngự 1-1 với Rimario thực sự là rất khó khăn. Đây là cơ hội Zemelin. Vẫn là Zemelin dứt điểm ngay. Đinh Triệu đã bay người chính xác, nhưng trước đó là phải kể đến tình huống phòng ngự tốt của Bùi Tiến Dũng. Bùi Tiến Dũng đã bị chuột rút rồi nhưng anh vẫn theo kèm Zemelin một cách rất quyết liệt ở pha bóng vừa rồi. Zemelin cũng là một cầu thủ có tốc độ tốt. Và chuyền bóng hay của Văn Thuận. Tình huống tì người trước đó của Bùi Tiến Dũng đã làm cho Zemelin đôi chút mất phương hướng. Và đương nhiên là ở tình huống dứt điểm tiếp theo thì tiền đạo người Jamaica đã không thể dứt điểm một cách tốt nhất. Đinh Triệu cũng đã chứng tỏ vai trò tốt của mình trong pha bóng vừa rồi với một pha bóng cảnh giác. Anh bay người đẩy bóng và chịu phạt góc. Phút thứ 89 của trận đấu này rồi và tỷ số đang làm 3-1 nghiêng về cao thủ chủ nhà Hải Phòng. Đánh đầu. Chạm bóng lại là Hồ Tấn Tài. Mọi người đã phạt góc là Nghiêm Xuân Tú. Một trận đấu chính thức cuối cùng của trận đấu này. Thời gian bù giờ của hiệp 2 là 4 phút. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Xuân Nam. Xuân Nam đã phạm lỗi với Bùi Tiến Dũng rồi. Có thể nói là cách biệt hai bàn vào lúc này là gần như không có cơ hội để cho Bình Định nghĩ tới một điểm, chứ chưa nói tới ba điểm. Xem quyết định và thẻ vàng cho Di Mario rồi. Đúng như đã nói, có lẽ là những lời nhắc nhở của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm là vẫn chưa đủ với tiền đạo người Jamaica, và với thẻ vàng này thì Di Mario sẽ phải nghỉ thi đấu ở vòng thi đấu thứ 9. Hải Phòng sẽ gặp khó khăn, thậm chí khó khăn rất nhiều. Đối với Di Mario thì cần phải có những quyết định như vậy. Không thể lúc nào cũng phản ứng với các trọng tài như vậy được. Trọng tài Hoàng Ngọc Hà là một trọng tài nghiêm khắc. Này thì huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm đã hiểu được rằng ở vòng thi đấu thứ 9 ông sẽ thiếu đi Di Mario. Và đó lại là một trận đấu rất khó khăn khi Hải Phòng phải thi đấu trên sân Vinh của Sông Lam Nghệ An, đội bóng vừa thua với tỷ số 1-3 trước SHB Đà Nẵng. Việt vị của Di Mario. Thời gian bù giờ của hiệp thiếu thứ hai là 4 phút và đương nhiên là sẽ không đủ cho các cầu thủ Top Flame Bình Định nữa rồi. Di Mario. Và Di Mario không có phạt đền. Đấu tiếp tục. Hồ Tấn Tài. Hai. Không được. Và xử lý không tốt của Đỗ Văn Thuận. Đình Trọng. Đây sẽ là tình huống cuối cùng của trận đấu này. Khung giờ thứ tư đã hết rồi. Đúng lúc này tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài Hoàng Ngọc Hà đã vang lên. Kết quả cuối cùng là 3-1 nghiêng về cao thủ Hải Phòng với các bàn thắng của Di Mario, Hải Huy. Di Mario ghi 2 bàn. Cầu thủ có bàn thắng cho Top Flame Bình Định đó là hậu vệ phải Hồ Tấn Tài. Một kết quả hoàn toàn xứng đáng với đội quân của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm. Với kết quả này thì Hải Phòng